Trung tâm đăng kiểm khuyến cáo, nếu phương tiện đã đến hạn kiểm định mà chủ xe không kịp nộp phạt nguội sẽ bị từ chối kiểm định ngay mà không còn được đăng kiểm tạm trong thời hạn 15 ngày như trước, khi tham gia giao thông trên đường sẽ bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt. Có hai cách thông thường chủ xe có thể thực hiện để tra cứu phạt nguội phương tiện, đó là qua website của Cục Cảnh sát giao thông và qua website của Cục đăng kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, chủ phương tiện nên tra cứu tại website của Cục đăng kiểm Việt Nam vì nhiều trường hợp vi phạm của phương tiện đã đăng tải trên website của cục cảnh sát giao thông nhưng chưa quá thời hạn 20 ngày kể từ khi thông báo vi phạm, cơ quan công an chưa có thông báo về Cục đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo đăng kiểm, chủ xe vẫn được kiểm định xe bình thường.